안녕하세요. 헬로 mọi người nhé. Chồng ơi trời ơi. Mọi người muốn em hát bài gì không? Đừng có sợp băng cây đi được không? Môi hơi nứt thở. Có chào anh Thanh rồi mà. Thầm thì á. Kami terbatas untuk hidup bersama. Tidak ada pihak yang ingin diserang. Oke, no spam. Oke. Đừng buồn sầu em ơi, dẫu có bao muộn phiền. Và đâu ai trên nhân gian đây mới mong mà được như gì. Chỉ cần là em vui, anh sẽ luôn cố gắng. Lo cho em thật nhiều để em chẳng phải thua thiệt ai. Dù mình nghèo em ơi, có phải đâu nghèo tình. Biết sao đôi ta luôn bên nhau, biết đâu ngày mai sẽ khác. Đời còn dài em ơi, đâu ai hay biết trước. Anh vẫn tin một ngày đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ. Buồn anh nghe em ơi, vì phải để em hay nghĩ suy. Đôi khi em buồn mà sao anh thấy thương em làm sao. Anh chưa lo được em trong lúc anh cơ hàn. Là một người đàn ông sao anh có thể để cho em buồn. Và ngày xưa không yêu anh, người khác sẽ cho em ấm êm. Khi yêu anh rồi thì anh phải chở che cho đời em. Anh yêu em vì em, bao khó khăn trong đời. Chẳng là gì thầm thiết khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười. Em giải thích rồi mà vẫn không hiểu thì thôi em không nói nữa. Còn đây là em giải thích cho người Việt Nam nhé. Em và Vi đang bị tấn công.